Rồi ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Samurai Warriors 4 tiếp. Thì bữa nay chúng ta sẽ đi leo tháp cùng nữ ninja như các bạn đã thấy ở trong cái tiêu đề mình ghi. Thì hôm bữa mình luyện thì Trung Nguyễn thì vẫn chưa xong, nhưng mà nữ ninja thì xong rồi. Nói chung các bạn cũng thấy khi mà chúng ta không có cái chiêu để mà lên kinh nghiệm nhanh thì các bạn sẽ thấy là chúng ta lên level lâu như thế nào. Dù là mình đã rất cố gắng luyện nhưng mà nó cũng chỉ lên được ở một mức độ nhất định nào đó thôi. Sau khi mà nó lên khoảng level 15 thì nó lên chậm lại, dù là mình chơi chế độ khó. Thật ra tại sao mình nói những nhân vật mình nâng cái đường màu vàng sớm nó rất là lợi là tại vậy. Vì đơn giản là họ có thể lên cấp rất là nhanh. Chơi một màn hoặc là cùng lắm là chơi hai màn là hết xong rồi. Con ninja này một lần nữa để nói là mình cảm thấy hơi thất vọng vì nó luôn á. Không phải thất vọng, ở đây nó thất vọng vì cái bộ skill á, không biết là ai set bộ skill cho con nhỏ này. Cái bản nâng cấp á nha, chứ không phải là cái skill đánh thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái các bạn biết gì không, đó là nó là ninja mà không biết là sao lại set cho nó cái đường thủ. Cái nói chung là tất cả những kỹ năng đầu tiên của nó đều là ở đường thủ hết. Ninja mà đi đường thủ thì rõ ràng là nó không có đứng bài rồi. Ninja một phải là tốc độ, hai là tấn công, chứ ninja mà đi đường thủ thì biết dùng làm sao. Tại nếu mà có là đóng vai trò như là tự vệ thì ninja cũng cũng là phải là cái người bảo vệ nhanh chóng, cũng như là khả năng ẩn thân chứ đâu phải là bảo vệ đâu. Nếu mà bảo vệ thì phải là mấy cái tay cao lớn mặc giáp mới đúng. Chứ con bé này thì có như là nó là ninja thì khả năng bảo vệ của nó cũng khá là ngon. Nhưng mà có một điều là cái bảo vệ của nó là mình không hiểu là bảo vệ kiểu gì luôn. Tại nó không phải là cái kiểu lấy thân mình để mà đỡ cho sếp. Tại vì thường á các bạn để ý thì những người cận vệ họ sẽ có thường được lựa chọn là phải là những người có cái cơ thể to cao để mà nói chung là che cho chủ. Chứ còn con bé này mà nó nâng đường thủ thì rõ ràng là nó hơi không đúng bài cho lắm. Tại dẫu nó có đứng nó che cho chủ thì cũng chưa chắc là nó che được hết người chủ. Lưu ý là cây này mình nâng lên rồi, thành ra bây giờ nó đang chơi hệ tử nha các bạn, nó khá là mạnh đó. Ở đây lấy đồ ngon thế, lấy được con ngựa búp luôn. Mà tại bây giờ anh nói là lúc mà mình chơi cái phần play game của con này á, lấy được mấy con ngựa xịn cưới mừng gì đâu luôn. Nhưng mà từ khi mà cả full đủ DLC rồi nó vô nó cho sẵn, thành ra giờ ngựa chỉ có ba để bán lấy tiền thôi. Mà biết luyện thì hầu như là bây giờ chúng ta cũng chả bao giờ thiếu tiền nữa. Nhìn ra thì phải lấy chi phân thân này thì đúng bài rồi. Cái xài chiêu của con bé Lolita này á, thì nó đa dạng lắm, nó ra từ lum skill hết trơn á. Mình thích chỗ đó, mình mới đầu mình mong là mình chưởng lửa hay giống nó, hoặc là mình bắn cái gì đó, bắn ánh sáng cũng được, nào ngờ là nó ra từ lum chiêu tùy theo cái hình xui nó ra đồng chiêu các bạn. Chứ là nó còn tùy theo cái vũ khí mà nhân vật đang cầm nữa. Nãy thì có lúc là nó nổ lửa, có lúc nó lại chơi kiểu khác. Nhưng mà chính vì nó rất là hấp dẫn các bạn. Cái chiêu vật của con này thì ngon rồi. Đúng chất ninja luôn, nhưng mà có điều là nhìn nó cũng hơi trẻ con một tí. Để không sao, nhân vật này cũng trẻ con mà các bạn, Kunoichi. Nếu mà so con bé này nếu mà với ba người vợ của ông trụ thì mình nói thiệt là con bé này nó chưa có tuổi, tại sao cũng là còn trẻ mà. Ba bà kia dẫu sao cũng là phụ nữ trưởng thành rồi. Nói như là trưởng thành ở đây là nói chung với là trưởng thành là về độ tuổi, về cơ thể. Chứ còn ví dụ như vợ của ông trụ tên Gen mà nếu mà nói là trưởng thành thì thật sự chỉ có một bà là trưởng thành thôi. Như có một bà là suốt ngày mẹ nheo khóc đi chang Genesu ấy. Chúng ta đánh ở đây, chúng ta bắt đầu với level 30 nha các bạn. Mà bây giờ level 32 rồi mà nhân vật của mình mới cấp 23, cùng lắm chắc giờ mới lên 24 rồi. Thành ra mình đánh mà nó có hơi đuối thì các bạn sẽ thấy là chuyện đó đương nhiên không tránh được. Cái thứ tư của con bé ninja này không ngon lắm, đụng ngang túi sức mạnh này nữa thì khá là đuối cho mình. Nói chung là nó không gây ra sát thương cao mà nó giống như cũng chỉ là một cái chiêu mà vừa đánh vừa giỡn thôi đó. Con nhỏ này nó chỉ nhờ cái thức thứ ba là chủ yếu. Thật ra mình nói bộ skill của con bé này không ngon, chỉ có chiêu tuyệt chiêu là ngon thôi. Nhưng mà mấy cái chiêu hyper của nó thì cực kỳ ngon nha. Nó quét lính là khỏi chê luôn. Chơi con bé này chủ yếu để quét lính.
mà thêm ảnh phân thân chủ lực vô nữa thì ối trời ơi luôn. Mình đang cầm cây tử, mình tỷ lệ ra tử không cao các bạn, tại cây mình của mình mới nâng lên level 15 mà. Nó không phải lúc nào nó cũng ra được tử. Cái chiêu số 1 thì hơi khó ra, mà chiêu số 2 thì nó có chủ yếu là để đi choáng. Chứ cái sát thương của nó thì nó không cao lắm, mà cái thức cuối cùng của nó thì cũng không đủ tầm rộng. Nó nếu nó gây choáng thêm lần nữa cho đối phương thôi, chứ cũng không có gì gọi là hay. Nói chung là cái con bé này nó không thiên về cái đòn đánh nặng, mà chủ yếu là nó thiên về cái tốc độ đấm thôi. Đây này, dồn lại mình quýnh tịch kêu luôn lần cho nó phê. Đừng có quay lưng chạy đi nhá. Đang ráng dồn lại nãy giờ. Cái này là chúng ta đang đánh với lại tất cả những cái tướng của nhà Shimazu các bạn. Nhìn là biết là đồ của đảo Phủ Châu rồi. Tức là đảo Kyushu ấy. Nhưng mà level hơi chênh lệch cho nên nó là, với lại nhân vật này như mình nói đó, nó không bút theo đường cong cho nên nó là đánh mà đối phương nhiều khi quýnh thì chưa cuối rồi mà đối phương nó còn dư thiếu lại miếng máu. Trận này đánh 11 tướng luôn, hình anh khá là nặng đô nha các bạn. Mà nó không chịu tới tìm mình đâu, chứ nó tới tìm mình chơi mình nhẹ. Lưu ý là chơi cái này tuy là chúng ta đi một người, nhưng mà cái chưa bơm máu vẫn có thể đem theo nha. Cái gì mà bút cho mấy cái thằng NPC mà nó đây xuất hiện nó đi chung với mình á. Con bé này nó quýnh hơi nhanh rồi ra, nhiều khi đôi khi bấm nhầm thành cái thức thứ tư của nó trong cái bệnh ta đánh thức thứ ba đó bạn không. Cái chiêu sơ cái đòn kết của cái thức thứ hai nó không hiệu quả. Còn cái đòn này mà nó không phải là Shimazu thì nó quay ngắn lắm. Mà cái đòn kết của nó thì cũng không đủ mạnh. Rồi, ok, vô cái đó là mình giết được đối phương là vô tình nó ra đòn tử thôi nha. Chứ không phải tại nhân vật này mạnh đâu. Tại cái cây mình có tử á, cho nên là đôi khi nó ra chiêu ngẫu nhiên. Đó các bạn thấy không? Bất quá thì nó choáng thêm lần nữa thôi, cho nên là cái chiêu này mình nói là nó không thực dụng là chính chỗ đó. Chứ không phải là nó không mạnh, nó không thực dụng. Mà tại mất khoảng thời gian con bé này nó mới trở lại được cái trạng thái chiến đấu, là ra nhiều khi là mình không bấm kịp cái đòn vật. Mà cũng chưa chắc là tung được đòn vật nữa, tại sát thương không đủ, mà không đủ mạnh. Rồi đây. Đó, nói chung là nhờ cái đòn sấy này thôi. Không, đủ mấy thằng mà tướng nó được búp thì nó thiệt các bạn là ta không đủ sức chơi với nó. Rồi đây này thì búp công mà đâu có dễ thế không anh. Bé này nó cũng chưa nâng cái đường vàng nhiều. Mà có thì chủ yếu mình cũng mới nâng vô được cái đường mới lấy được cái chiêu chuyên lấy ngọc thôi. À để luôn cái chứ đề phòng nó crash game. Nhưng là hy vọng lần này đi leo tháp xong về lấy được đồ cho con bé này. Lần trước thì mình lấy được cây có cái vũ khí nó có lớp trong đó, nhưng mà cây nó yếu quá lên đây leo tháp không được, cho nên là mình đổi lấy cây tử này rồi. Cây tử này thì nó cũng không ngon lắm đâu, tại nó như mình nói nó cũng có 4 vòng thôi. Nhưng mà trong bối cảnh hiện tại thì mình cũng không có cây nào ngon hơn, nói chung là ăn mày thì không đòi sơ gấp được các bạn. Rồi đó, bất quá lấy tum về dễ hơn thôi. Đó nè, phải không? Ở chi cái vụ nổ độc của con nhỏ này mà nó rộng ra thêm xíu nữa thì chắc ngon. Nhưng mà riêng cái chiêu mà mấy chiêu hai bơ của con bé này nó spam ra thì cả khá là hay nha. Mày chém là ai? À vô đây quýnh với con quái vật của đảo Củ Châu rồi. Yoshiro Shimazu nè. Vị tướng mạnh nhất của đảo Củ Châu đó. Ông này phải nói là hơi bị đỉnh luôn. Dạ lại. Rồi, không phải tại skill là phải bấm cho nó chuẩn, không tối ưu hóa cái sát thương được. Mình cần tối ưu hóa cái sát thương các bạn. Này thì đỡ này, đánh với ông này đừng có tiếp chiêu, ổng hút cho cái là nhiều khi đi nửa cây máu, ổng đập cho mấy cái nữa đi luôn á. Rồi luôn cái. Ồ, xin lỗi các bạn nha, mình đi mở đèn cái là Sài Gòn giờ không, đây tắt nắng sớm quá.
nhưng mà tại vì có những ngày á, dù là trời nó không có mưa nhưng mà có một điều á là nó dạng như nó nói chung là nó kéo mây á các bạn thấy không, thậm chí là bữa nay có mưa nó tạnh rồi mà sau đó thì mây nó tiếp tục nó kéo tới nữa, nó cứ mưa vậy, nó mưa trưa đến chiều luôn, muốn phơi đồ cũng khó khăn. Thành ra là mới 2-3 giờ phải mở đèn rồi, chứ còn bình thường mấy cái mùa khác thì các bạn chứ nhiều khi 5-6 giờ chưa cần phải mở đèn. Ôi trời ơi, kích lên không đúng lúc vậy, mấy tầng 33. Rồi thôi ông bạn, chạy đi đâu. Mình được búp đầy đủ hết rồi thì thằng này mình quýnh thường nó cũng giết nó. À con bé này hình như là nó chơi hệ phong các bạn ơi. Tại nãy mình thấy là nó quýnh, khi mà nó tự động nó kích chiêu lên là nó ra hệ phong. Đi lẹ. Mấy cái màn này thì tương đối dễ, tại vì mình dí mấy thằng này thôi, mà thường mấy thằng tướng mà bị mình dí thì thường nó lại không mạnh lắm. Đúng rồi, là nó không được búp sức mạnh á. Mà mình đã búp được cái gì tốc độ lên rồi thì hầu như bắt nó rất là dễ. Đó các bạn thấy không? Cái chiêu này nó hơi bất lợi, tại vì hồi nãy là cái thằng đó là mình đang ở trong cái trạng thái này thôi. Chứ nếu mà mình không ở trong cái trạng thái này, mình chưa kịp tung như đó là nó đập mình cái là mình mất thế liền. Bộ skill của con bé này nó không hiệu quả lắm. Một là nó phải nhanh hơn xíu nữa để mà nó không cho đối phương kịp trở tay. Còn hai là cái vụ nổ thì nó phải rộng ra một tí để mà mình tránh mấy cái thằng lính đứng xung quanh. Chứ còn không, cái thức thứ hai đó cũng chỉ là để đánh solo thôi. Thức thứ nhất là đánh solo rồi, thức thứ hai cũng đánh solo, thức thứ ba thì cũng không rộng lắm. Đây sẽ là thức thứ tư không rộng lắm, chỉ có thức thứ ba là đánh rộng thôi. Con bé này thì nó cái bộ chiêu đánh nặng của nó không hiệu quả. Rồi. Đây. Một phần thì tại do là cái chiêu, những cái chiêu là đánh lan rộng của nó là nhờ cái đòn hyper hết rồi. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là khi mà nó không, cái đòn số 2 ta không tung được khi mà đối phương nó không bị choáng hay gì đó. Rồi đấy. Cái đòn thế nó phải, con bé này phải xem lại xíu. Rớt thêm thằng ở chỗ này, quýnh 3 thằng. Đó nè. Giờ mấy khi mình dùng đòn số 3 đâu. Đòn số 3 này nó quýnh rộng nhưng mà cũng như là quýnh trước mặt thôi. Trời ơi, nó xuất hiện nữa hả trời. Đây, phân thân chi thuật. Nó không ra tử các bạn à, sát thương không cao. Đụ mà này quýnh tướng không, không có lính cho mình luyện skill nữa. Cái chiêu số 1 thì lợi hại rồi không nói, nhưng mà nó cũng chỉ là cái chiêu quýnh solo thôi. À đây, hên quá ra được cái đòn này. Đó, ra được đòn vọt thì đánh tụi này khá là ngon. Ồ, còn nữa hả? À, đánh trong Goemon. Rồi bây giờ các bạn nghe ồn thì đó là do mưa nha các bạn, mình không phải là mít mình có vấn đề đâu. Rồi, ổng là ninja, ổng lại có chiêu né nữa. Đó là như đối phương nó nhảy nó văng ra một cái là cái đòn đó không hiệu quả liền. Có một giày thì có thể hiệu quả nè. Bây giờ tỷ lệ thành công khi ra đòn nó không cao. Đây, đúng lúc ổng choáng. Chứ là một phần nó mấy màn này nó chưa khó AI, nó còn hơi ngáo ngáo một tí. Nó cũng chưa có được búp nhiều. Rồi mà sao lên đánh boss. Hy vọng đánh boss thì được đồ ngon tí. Mình chơi chừng tới tầng 40 thôi, tại con bé này nó ra đồ hơi nhiều các bạn. À nãy giờ quên coi spoil. À, cây này cũng tạm ổn, cây này thì để búp rồi không nói. Trời ơi, sao tại tầng 30 thì nó ra đồ giống vậy được rồi mình lại không có lớp nữa. Mình cũng chưa nâng cái chiêu mà lấy vũ khí cho con bé này, cho nên đồ nó ra cũng không ngon. Lên đây đánh hai chồng Ina nè. Ông đánh ông Moni Nobuyuki, đánh bà Ina, sau đó là đánh luôn ông Tadakatsu Honda. Cũng may là khúc này nó có lính cho mình luyện. Đây, loại được tướng nào trước là mừng tướng đó. Ch-
đánh ngã được đối phương mà không nó không hết nửa cây máu thì sau đó mình cũng bất lợi. Đây tuy là tung được đồng vật nhưng mà nó không chết thì cũng vậy, chả mất được bao nhiêu máu của nó. Lính phải ra nhiều nhiều xíu mình mới có lính mình luyện skill, còn không vậy mình cũng chịu. Đó các bạn, bây giờ muốn đánh hai tướng đánh đâu được. Đòn mình chưa có cái đòn này thì không duy trì được cái trạng thái này lâu thì cũng vậy. Trời ơi, hết đúng lúc thế. À, hết đúng lúc ông này ra là chết mình đấy. Chết một chỗ kêu kêu cũng hết rồi. Bây giờ ra đòn hụt cái là chết với ổng. Ông này ổng quýnh, tuy là ổng cũng đi được đép nhưng mà có điều ổng quýnh mạnh lắm. Này ổng là tướng power giống mình mà. Ông này thuộc diện máu trâu nữa, một đòn không giết được ổng đâu. Hên lắm mới ăn được. Phải ra được đòn tử liên tục thì quả mai là cho ông đó các bạn thấy không? Nó không hiệu quả, ông này chỉ có đòn nặng mới làm ổng đi được thôi. Còn không là ổng cho mình ăn đòn te tua đấy. À, giờ như vậy thì có thể hiệu quả ổng đỡ được luôn. Nhưng mà tại cái đòn đó thì đòn nặng ổng đỡ thì ổng sẽ bị ngã ra một cái. Nhưng mà nó không hiệu quả lắm. Đó, cây ổng dài nữa, mình đâu không chưa thì đáp xuống là mình ăn đòn với ổng rồi. Rồi phân thân ra đánh thì quả mai thắng được ổng. Rồi giờ dùng đòn đánh thường áp chế luôn thì chắc được ấy. Cái này là chết chắc rồi. Cũng may nhân vật mình đép được. Đúng rồi, là cái đép, điểm đép nó cao nó mới chịu đòn được đấy. Rồi khoan khoan, từ từ đợi năng lượng hồi. Đây hay quá. Khi mà đánh về đó lên Chumusu á thì nó cái đòn đánh nó dài ra. Rồi hay quá, lên kinh nghiệm đầy máu lại lên. Lên tầng vậy là không lo nữa. Một phần nữa bây giờ mình được 3 cây rồi các bạn. 3 cây năng lượng ngon rồi. Giờ còn ra được chiêu rớt thiên thạch nữa, cái con bé Lolita này chiêu đa dạng hết. Có lúc có lần hình như mình bấm mình thấy nó nhảy lên cái lá trắng cho mình nữa. Đó bây giờ chiêu bơm máu là để dành những lúc này nè. Nhưng mà những màn này thì những thằng này nó cũng yếu tới mức mà cần mình bơm máu các bạn. Đồng đội luôn, ở mấy cái màn này thì nó chưa cần mình bơm máu đâu, trừ khi cái màn nó ít máu sẵn. Và những màn nó ít ra lắm. À, rồi một phần. Hay à, có dí ngược à. Khoan khoan, đây là có đồ búp, mấy màn này thì ta đi lấy đồ búp được. Tại đồng đội mình nó không quá yếu để mà nó cần mình. Rồi đây. Cứ cho nó đi, mình đi trước đi. Mình quay lại mình cứu, nó sau. À nó không thể đánh mình luôn thôi. Ê ê, đứng lại đứng lại. Hồi nãy tính chơi chiêu. Đứng lại ông ơi. Chạy lẹ quá. Đó được rồi. Mình là ninja mà để thua tốc độ thì kỳ lắm. Đây ai cho bắn, ai cho bắn. Lấy ra. Chú ý nó đang được búp đỏ nha, đánh ẩu là thua đấy. Đúng lúc mới có thằng, mấy cái thằng đang cầm súng nó đứng nó dàn ngang nó bắn là rất nguy hiểm. Loại nó ngay trước khi nó chơi mình. Với lại một phần mình dám bỏ đi nữa là tại vì thằng bạn, ông bạn mình là mình có cái chiêu bơm máu cho bạn. Có gì hồi nó bị giảm máu thì mình lại mình bơm thôi. Loại mấy thằng cầm súng này trước thôi, mình đang đánh nó lại chơi mình. Đỡ à. Này đỡ với chị này. Nó không ra đoàn tử được thôi dở. Chưa đủ máu để vật, tại khả năng công của mình kém quá. Rồi dính phải đòn này là mệt. Đây nó phải ra được đòn vật giống vậy mới ngon.
Mình nhờ, nhân vật này của mình nhờ cái động vật nhiều lắm. Ây da, mà 4 phút mấy rồi. Mình leo chưa đủ nhanh, thành ra là nó mau hết quá. Đây, phân thân chi thuật ra mà chơi. Phút này không cần đép lắm. Mình kệ, lỡ bấm rồi thôi. Ồ, nó lại ra một cái đoạn khác nữa. Đây rồi, đầy máu nha. Đánh thường thì con bé này nó không đủ mạnh. Chẳng qua nó nhân được đòn, một đòn tấn công của nó lên thôi, mà chắc chắn là đòn đó là đòn đánh thường rồi. Vì đơn giản giả là cái đòn đánh nặng là nó không cho sang cái đòn nó vô. Nói chung là cái chiêu đặc biệt của con bé này nó không lợi lắm. Hầu như là mình không dùng tới luôn, tại do là nó không có cái tính thực dụng khi mà ra đòn. Cái đòn hai bơ phải nói là nhìn đòn nào đòn ấy đỉnh, nhưng mà chỉ để đánh dính được thôi. Đây. Chiêu chiếu này thì chiếu ăn hên. Chiêu này thì đôi khi kéo máu được một chút. Mà cái đòn chiếu này đôi khi nó tại đối phương nó da ra, đôi khi hên hên nó dính. Hên hên thôi nhé, không phải lúc nào cũng được đâu. Rồi, một pha ăn hên nữa. Đúng lúc nó bị mất đép các bạn. À, còn một thằng tướng nữa hả? Này thì bút đỏ này. Tướng thường bút đỏ thì không mạnh lắm. Mình dám đấm được. Đây. Kết liễu. Rồi đây. Hết tập này xong, săn được cả đống tum luôn, về nâng cho Trung Nguyễn. Trung Nguyễn mình mạnh tí lên đây mới đánh được. Trung Nguyễn chưa lên đủ level mà thôi, chơi dẫn Trung Nguyễn đi luôn các bạn. Cho Trung Nguyễn lấy đồ ngon đó mới ra chơi tiếp được. Trúc Anh thì coi như xong rồi, mặc dù chưa max level nhưng mà bộ skill nó đủ rồi. Nói chung là đủ những cái đòn cần thiết, chứ là mình lấy luôn được cái đòn của Trúc Anh rồi. Mình nhớ ông Lâm thì là vậy. Còn kia lấy được thì hồi mốt mình kiếm đường nâng tiếp. Để lát chơi xong ra coi lại coi nâng cho Trúc Anh xong chưa. À, hay quá, nó có, nó ảnh hưởng ra đằng sau luôn à, nhưng mà cũng không hiệu quả lắm. Dù là không kéo hết được cái máu của đối phương trong một lần thì nó không có cái tiền chiêu cuối mà không kéo được hết máu thì nó hơi dở. Còn mà này lại không cày cái, không farm được cái kia mới dở chứ. Có mỗi chiêu này không thì không đủ đô. Rồi có mấy thằng âm dương sư ở đây nó chơi chiêu với mình nữa. Có điều nó đông thì mình quét cái chiêu này nó lợi. Có điều là không đủ đô, không, nó không mất nhiêu máu cả thời gian được bút đỏ mà. Nhân vật này lại thuộc diện là không có chiêu nào để mà dùng hết, chỉ có chiêu đợi này đỡ mất máu thôi. Mình không có đánh rộng được khi mà không phải là đòn hai bơ. Đòn hai bơ của mình bây giờ nó không gây ra được sát thương mấy luôn. Mình không đánh được đòn nào luôn các bạn không? Bị nó áp chế chung quá. Đây, bây giờ phải bật được cái này lên mới chơi được. Con bé này mà sát thương mặc định nó là hành phong, tính của nó mặc định là hành phong các bạn. Rồi đây. Trời ơi, không kịp tung chiêu rồi. Quên mất. Không nên để ý là mình có chiêu. Chạy ra xa tí các bạn để tránh súng nó bắn, chịu sát thương tí ít. Bao bút nhầm, có chiêu này nó bắn phụ nè. Đây, phân thân chi thuật. Rồi lại mấy cái thằng âm dương sư, né thằng cầm súng thì lại trúng thằng âm dương sư. Nó đang được bút thì cái chiêu mình đánh nó không đủ mạnh. Thằng nó khôn quá, nó hỗ trợ lẫn nhau, kiểu này mình không đánh được. Rồi đây, sấy đam đó. Nếu đam thì đam thường thì không ngon lắm.
này thì dính một đứa. À, nó phá tôi. Cũng may là đang gần hết máu thì tự động nó hồi. À, hên quá ăn rồi. Không đánh được cái thằng cầm cờ đó các bạn hiểu không? Rồi nó đưa mình như thế mình không chạy để mình đập thằng cầm cờ được. Đụng mấy cái phòng đỏ đỏ giống vậy là phải đập được cái thằng cầm cờ. Cũng may là tuần sau không đánh boss, tuần sau mà đánh boss chắc mình chết quá. Như đúng rồi luôn. Này thì cầm khiên cũng đập luôn. Đây. Hết khiên nha. Màn này là đánh combo lên 800. Combo lên 800 thì dễ thôi. Rồi, bài đặt thấy đỏ với chị à. Này dạng trận thủ này ồ oh, có tướng à, hay quá. Ít nhất là lấy được tí đồ chứ không quýnh nguyên tầng không được cái gì nữa thì buồn lắm. Rồi ấy, đứng lại không bạn. Được hai cục ngọc nữa, ngon. Đó, quýnh phải có ngọc như vậy mới có tinh thần mà đấm chứ. Không có ngọc thì quýnh nguyên tầng này chả được cái gì. Vô đây cốt mà để farm đồ chứ không phải để leo tầng. Tầng thì leo tới tầng 88 thì cũng ngon lắm rồi, chả cần leo tới tầng 100. Chủ yếu là chúng ta cần là cần đồ á, cần đồ vũ khí xịn với cần ngọc thôi, vô đây farm ngọc cho nó lẹ. Tại nó không phải cái kiểu phải là nhiệm vụ như cái câu chuyện chính. Trời bắt đầu mưa lớn rồi các bạn. Cũng không sao. Ờ bây giờ lại tới là chiêu bắn tên của Ina. Còn cái Lolita này nó nhả chiêu kinh thiệt. Chiêu nó biến hóa khôn lường luôn. Không biết nó sẽ ra chiêu nào. Rồi vô. Ây chà, anh tập đánh ngắn quá. Ây đau đấy chú em ạ. À, người nhà Toyotomi à. Rồi hoa để luôn cái để coi vô lấy được cái gì. Rồi cây này cũng tạm được thôi, cây này ngon mà lại là 20 dở. À, cái đòn đó kéo dài mà đánh lính thì kéo dài làm cái gì. Đây, tha hồ mà càng. Vô tiếp đi. Ây chà, đông dữ ta. Không mà đông đông về chơi nó mới thích. Mà từ từ đã, mình càng tí cho vui. Chưa cần nhìn những chiêu cuối đâu. Nó tự dẫn sát tới thì lại quá biết ơn đi. Rồi, bây giờ dùng chiêu cuối được rồi, nó vô đông đông rồi. Với lại cái chiêu phòng thủ của mình đang gần hết về, nó có thằng tướng xịn ở đây. Cái thằng cầm cái khiên kia, thằng đó là trợ lý của Động Nhãn Long đó các bạn, đừng có giỡn với nó. Này đánh mạnh lắm á, tới chiến dịch của Động Nhãn Long mà các bạn sẽ biết. Khá là mạnh á. Tương đối mạnh đó nha, chứ không phải là mạnh lắm, tại nó cũng không phải là chiến tướng mà nó là trí tướng. Nhưng mà xét cho trong nguyên đám tướng thì nó lại cái chiêu bộ skill của nó khá là thực dụng. Được cái tầm đánh rộng. Ở hơn nhân vật này khi chúng ta giao đấu nó cũng sẽ hiện thân lên giống như một chiến tướng chứ không phải là chiến tướng. Nó đứng nó núp sau gắn đồng đội, chừng nào mình giết được hết lính đó nó mới chịu ra mặt. Đúng kiểu đại ca luôn á. Rồi đây lên 2000 mà lên 2000 lính lúc này không đúng lúc tí nào mà thôi chịu, cứ càng thôi mà quýnh lên không có cái chiêu kia lên cấp chậm quá.
nãy giờ quýnh biết nhiêu, ăn kinh nghiệm biết nhiêu mà không lên nổi. Ông Hanbei Takenada này thì không ngon lắm, mình đánh được. Tại vì ông này về bảo là nếu mà các bạn đọc lịch sử, còn lịch sử ông này là bị bệnh chết sớm. Mặc dù là một người được rất là giỏi, được sánh ngang với Gia Cát Lượng đó, Gia Cát Lượng được quý như Gia Cát Lượng của Nhật Bản á. Nhưng mà nhìn chung thì ông ấy là không có nhiều đất diễn lắm trong lịch sử Nhật Bản và Trung Quốc, do là ông ấy mất sớm. Thành ra đôi lúc mình cảm thấy nhân vật này giống Bách Gia hơn là giống Gia Cát Lượng các bạn. Người Trung Quốc thì họ có câu đó là Quách gia bất tử, Gia Cát bất xuất. Tức là Quách gia mà không chết thì Gia Cát Lượng cũng chưa chắc là người tài năng. Nhưng mà tại Quách gia ta đoản mệnh chết sớm cho nên là Gia Cát Lượng mới có cơ hội là chỗ tài. Ồ quên mất, đã lại phải tích cái chiêu này sau khi mà dùng chiêu xong. Thật ra mình có 3 skill thì cũng đỡ lo, mà tại mấy thằng này nó trâu quá. Ông hai ông này là tướng mạnh mà. Takeda Shingen với lại Uekenshin nè. Đây nó có hai đứa thì mình phải phân thân ra. Quýnh hết chiêu mà mấy ông này không chết là mình chết, tại phải giết hai ông này cùng lúc nữa. Làm lẹ ông kia không ra lại là mình mệt đấy. Rồi hay quá, rồi xong. Ôi trời ơi, ám sát được cả hai vị tướng này, mình lưu danh thiên cổ rồi. Nhưng mà tính ra nãy giờ chưa lấy được món đồ nào ngon, lấy mấy con ngựa không, hết 4 con ngựa rồi lấy được 2 món nữa thôi. Rồi, ok, như có món này tương đối ngon nè, vừa phong vừa hỏa luôn. Mà như trong con Final Fantasy 16 mới nổi gần đây á, chúng ta mặc định là Phượng Hoàng hay Hỏa, sau đó lấy được thêm mấy con Hành Phong nữa. Rồi đây luôn cái chắc cú nè. Hay à, bắn chuẩn đấy. Rồi nó lắm lúc không biết nó spam ra cái chiêu gì. Rồi thôi kệ nó, sổ số râm đầm cho nó vui. Ở đời mà đôi lúc chúng ta phải có cái ngẫu nhiên xíu nó mới vui, chứ cái gì nó cũng chắc cú hết rồi còn gì đâu nữa mà vui. Cái con này nó là tướng hai bơ, cái số đòn hai bơ của nó cực kỳ nhiều luôn, cực kỳ đa dạng nữa, mà toàn thì đánh lính hơi buồn. Ở chi mấy đòn này đánh tướng được ngon. Lưu ý là khi tung đòn hai bơ thì cái nút nó sẽ ngược lại nha, đòn nhẹ là đòn nặng và đòn nặng là đòn nhẹ. Mấy chú này cầm súng mà đụng vào ninja là thấy dở rồi. Tại ninja là chuyên khắc chế lính tầm xa mà. Tại vì đơn giản nó ẩn thân, và khi mà phát hiện ra nó thì nó đã tiếp cận ở công cụ đi gần rồi. Khắc chế ninja thì phải là mấy cái tay mà có khả năng quan sát tốt hoặc là khả năng chịu đòn cao để mà nó chống lại cái khắc thương chí mạng của ninja. Tức là dạng như trúng đòn của ninja rồi mà không có cục liền thì đánh trả được. Tại khi mà ninja nó mất đi cái lợi thế bất ngờ thì nó sẽ mất đi cái lợi thế. Hoặc là nhân vật đó không, nếu không chịu đòn giỏi thì phải có khả năng phát triển, phát hiện đối phương tốt ngay từ đầu, để lỡ dụ bị ninja mà nó tiếp cận á thì chúng ta còn có khả năng đánh trả. Nếu mà là phát hiện ra nó thì để đánh nó trước cũng được. Thành ra thường thì chỉ có ninja chống được ninja, hoặc là mấy cái thằng nào là phải trâu lắm. Chứ còn mà đụng mấy cái thằng tầm xa, mà đụng phải mấy nhân vật sát thủ thì ninja là chết chắc luôn. Tất nhiên là nó cũng còn tùy game thôi. Nhưng mà nhìn chung thì cái logic chung nó là như vậy. Và nói chung thường thì chúng ta chơi game thì các bạn cứ hiểu người ta nói là lấy vô kill hoặc thắng một kill. Tại vì thường thì game Tây hay game Tàu gì thì nó cũng có những cái logic chung của cái thể loại Nhật Bản. Thực cái nhân vật này khắc chế nhân vật kia, hoặc là cái chiêu thức này khắc chế chiêu thức kia, đủ thứ. Thì đấy, người ta gọi đó là dùng vô chiêu để mà thắng đủ chiêu. Cái này thật ra cũng lấy từ chuyện của Kim Dung thôi. Ồ, con bé Gracia. Chà, màn này nhiều tướng hết á. Mà không sao, còn chưa kịp gì nữa là ăn lại họ đòi đầy máu rồi. Đây canh nó đông đông vậy, quăng từ chiêu nó mới phê. Gia chủ nhà Hozo à. Ai chà,
có con bé kia nó hết máu nó chết rồi mấy thằng này còn thấy chưa, đúng là gia chủ nhà Hozo lợi hại. Đây trời tiếp sợ gì, nói chung là vợ công của bác cũng lợi hại đấy, cháu phục nhưng mà cháu vẫn mạnh hơn nhá. Chứ là càng lướt nhân vật này chơi mấy con hai bơ này càng lướt nó đã lắm. À mà này phải đi cứu ông canh bê Kuroda nữa, thảo nào nó ủa nãy giờ ổng đâu mất tiêu rồi. Đây búp máu cho ổng miếng, không biết hồi máu lại chưa hay đứng xa quá không được nữa rồi. À được miếng là hên quá, hay quá ổng tự ổng kích kêu lên rồi. Hai con này nó chưa hết máu, mình thôi mình chung chung đồng vật được. Bà cai thì cũng hay lắm, là cốt truyện của hai nhân vật này cũng khá là hay, để bữa nào mình chơi chiến dịch đó cho các bạn coi. Nói chung là đúng kiểu tình cảm cô chủ với lại cô hầu luôn á, nói là hầu thì cũng không đúng, dạng như cận vệ thì đúng hơn, tại bà cai kia bà cũng có tước vị quý tộc mà, và tiện thể bà cai đó về sau cũng là một trong những bà thiếp của Hideyoshi đấy, mặc tên gọi là công chúa gấu các bạn. Nhìn thôi biết bà này gấu rồi. Rồi ok, để chúng ta coi coi chúng ta có cái gì nè. Ồ cây này cũng khá ngon mà 20 cũng không ý nghĩa gì mấy. Đây bỏ bớt mấy con ngựa này đi, chúng ta không còn ở nhu cầu dùng ngựa các bạn. Thật ra ngựa thì có thể đem về bán mà, tại giờ có cần tiền đâu, tiền nhiều lắm rồi. Đây đi luyện tiếp. Đây coi cái gì luôn phát. À cây này ngon này nhưng mà hành à có lớp hay quá. Rồi thôi mình lấy hành phong không cũng được. Hành phong là lưu ý các bạn là các bạn trúng đòn hệ phong á, các bạn đỡ các bạn như mất máu nha. Hành phong mà nó đánh xuyên luôn. Ngoài ra hình như nó còn bút khi mà các bạn quýnh đối phương đang bay lên nữa. Mà cái vụ bay lên này mình nhớ không lầm là nó gốc của nó là ở bên ở gì ta? Onimusa các bạn. Ban đầu nó là một cái lỗi nhưng mà sau đó nó thành tính năng luôn. Đối với game Onimusa thì nó ban đầu nó là cái lỗi nhưng mà sau đó thì Devil May Cry học tập và biến nó thành cái tính năng. Và sau đó thì Onimusa là cũng học theo, và hầu như sau đó là những game nào dạng game hành động chặt kém cũng đều có cái tính năng này. Nói chung là lỗi game mà thành tính năng mới hay. Nhưng mà nói chung thì chúng ta thích thì là được rồi. Đôi khi có những cái sai lầm nó tạo nên lịch sử các bạn. Mấy ông này cũng lợi hại đấy. Ây chà, đụng ông Tadakasu Honda mà không bật cái này lên là dễ chết lắm rồi. Trời ơi, có gia sư đây luôn hả? Cái gì đông vậy? Vậy sao chơi? Tập hợp toàn mảnh tướng ở đây không mà toàn... Tại có ông Mori ở đây nữa. Gia chủ nhà Mori. Ơ, vậy sao chơi? Đông quá. Hút, hút, hút. Ngay, hút ngay. Vậy không hồi được cái kêu sao chơi. Có thêm thằng tướng phụ làm cận vệ nữa. Phải có lính cho tôi spam kêu chứ, vậy tôi không hồi kêu được mấy ông ơi. Ồ chơi ăn gian quá, màn này ăn gian quá. Lui 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 lui. Ăn gian gian để hồi máu, được hồi máu. Hồi mana nữa, rồi để chơi. Giết được có một ông. Rồi kiểu này màn này chắc phải chơi kiểu thả diều rồi. Trời ơi lại ngựa nữa, sao ra ngựa hoài vậy? Ồ nó cháy luôn rồi hả? Ê ê lui 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 vô góc hẹp hẹp mình à, mình quất cho nó chuẩn. Đây. Đấy. À ngon. Oh yeah, đấy phải vậy nó mới nát. Hút nó. Một thằng tướng nữa gục. Ô trời ơi, hơi ngựa là không cần. Ô pha này ăn hên các bạn ơi. Rồi thôi chắc hết màn này rút được rồi. Đã đầy đồ rồi, à không còn món nữa hả? Ô cây này ngon lắm, vừa có tử mà vừa có phong luôn. Ngon là 5 vòng nữa. Quýnh 3 sao mà được cây 5 vòng thì ngon rồi, mà chắc là để xài cây phong kia các bạn. Cây phong kia nó có may mắn nó lấy đồ mới đã. Nào đợi nó hồi đầy cái này lên.
Đúng là có những lúc chúng ta phải chấp nhận nó không có hồi máu, màn này ít quá không có farm cái năng lượng được. Đụng nhân vật này là không có cái chưa đánh mạnh tốt. Mạnh ghê ta. Rồi xong. Này thì bắn chị này. Ôi trời, trời, trời mấy thằng cầm lũ. Nó đâu nó xuất hiện lẹ vậy. Cũng may là mình có tử. Sumo nữa, sumo rồi không chơi. Sumo nó lên nó gì lì lắm. Đây. Bật cái hai bờ ấy là xin lỗi lộn. Bật cái nộ lên chơi luôn. Đây đây bấm sớm là mệt rồi. Đây, dứt. Rồi nó gục luôn, hay quá. Mình đánh thành phong mà. Rồi khoan. Đủ 14 món rồi đúng không? Rồi lui. Lui ngay. Lui ngay. Như là biết đủ thì đủ rồi các bạn ơi, đừng có ham quá, ham mà không đấy. Rồi ok, lấy được đống đồ này về búp vô là khá là đã. Rồi hôm nay chúng ta thu hoạch là phải nói là nép luôn các bạn. 10 cái cục tấn công, 11 cục phòng thủ, 16 cục tốc độ, 9 cục hỗ trợ và 24 cục đặc biệt. Mặc dù mấy cục đặc biệt thì mình xài cũng không có nhiều lắm. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.